nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Gia đình Công giáo độc nhất Việt Nam. Kính thưa cộng đoàn, đó là một gia đình được mệnh danh là giáo hội Công giáo thu nhỏ, là giáo phận thu nhỏ, gia đình bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Gia đình có đến 4 linh mục và 2 tu sĩ đã là độc đáo lắm rồi. Gia đình có một vị giám mục và 2 linh mục cũng rất là độc đáo. Ấy vậy mà có một gia đình còn độc đáo hơn rất nhiều. Đó là một gia đình được mệnh danh là giáo hội Công giáo thu nhỏ, là giáo phận thu nhỏ, gia đình bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Vì gia đình đó có đầy đủ các thành phần trong giáo hội Công giáo, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Vì gia đình đó có đầy đủ tất cả các phẩm trật trong giáo hội là giám mục, linh mục và phó tế. Vì gia đình đó sản sinh ra những người con ưu tú, đảm nhận những chức vụ lãnh đạo cao trọng và quan trọng trong giáo hội. Đó là gia đình họ Nguyễn, quê gốc giáo xứ Phú Gia, Tổng giáo phận Hà Nội, nhưng lại định cư tại giáo xứ Bình Cang thuộc thành phố Nha Trang, Việt Nam. Đó là gia đình Đức cha Aloysio Nguyễn Khủng Vị, giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum. Ngài được mệnh danh là vị giám mục hiền từ nhưng khôn ngoan. Có một chi tiết hết sức lạ lùng là cuộc đời của ngài toàn gắn liền với số 7. Sinh ra trong gia đình có 7 người con, di cư vào Nam hồi tháng 7 năm 1954, kết thúc chương trình học tập tại Giáo hoàng Học viện Pio 10, Đà Lạt năm 1977. Được thụ phong linh mục tại Nha Trang ngày 7 tháng 4 năm 1990, được bổ nhiệm giám mục lúc 17 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2015. Là giám mục chính tòa thứ 7 của giáo phận Kon Tum, kế vị Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, 77 tuổi. Những số liệu trên giúp ta liên tưởng đến 7 ơn Đức Chúa Thánh Thần. Khẩu hiệu giám mục của ngài là tình thương trong sự thật, Caritas in Veritas. Gia đình ngài rất độc đáo và đặc biệt là vì có một người làm giám mục là chính bản thân ngài, Đức cha Aloysio Nguyễn Hùng Vị, giám mục đương kim giáo phận Kon Tum. Có 2 người anh Đức cha làm linh mục. Linh mục Nguyễn Văn Tuyên, nguyên trưởng ấn tòa giám mục, giám đốc trung tâm huấn giáo Sài Gòn, giáo sư đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã qua đời. Linh mục Giuse Nguyễn Xuân Quý, bề trên dòng Thánh Phanxicô tại Nha Trang, trưởng ban liên tu sĩ và Caritas Nha Trang. Có 3 người chị em gái làm tu sĩ, một người chị gái Đức cha là bề trên dòng Thánh Phaolô Sài Gòn và 2 người em gái Đức cha là bề trên dòng Thánh Phaolô tại tỉnh dòng Đà Nẵng. Chỉ có một người còn lại là giáo dân và người này đã ở nhà để chăm sóc ông bà đại cố. Rất nhiều giáo họ, giáo xứ, gia tộc, dòng họ khao khát, mơ ước, thậm chí chỉ cần một tu sĩ bình thường mà vẫn chưa có. Thế mới thấy gia đình này khủng đến cỡ nào. Bất cứ ai nhìn vào gia đình đặc biệt này cũng đều phải ngả mũ bái phục. Gia đình độc đáo này được mệnh danh là gia đình Đại Thánh, Đại Phúc, Đại Hồng Ân. Để có được kết quả mỹ mãn đó rất dễ nhưng cũng quá khó. Quả thật, như lời Thánh Phêrô đã nói, Thiên Chúa không thiên vị bất cứ ai, bất cứ gia đình nào, bất cứ dân tộc nào, nhưng bất cứ ai kính sợ người rồi ăn ngay ở lành và thực hành sự công chính thì đều được người đón nhận và tuyển chọn. Hồng ân Chúa luôn tuôn trào như mưa như mưa, bất cứ ai khiêm nhường và khôn ngoan mở thật rộng tâm hồn ra là sẽ được đón nhận tràn trề và dồi dào hồng ân của Chúa. Gia đình chính là chủng viện đầu tiên, tu viện đầu tiên và đan viện đầu tiên của các giám mục, linh mục và tu sĩ. Và cha mẹ chính là những giáo sư, tiến sĩ và thầy dạy đầu tiên của những chủng viện, tu viện và đan viện này. Xin cho các gia đình quảng đại dâng con mình cho Chúa, để cho cánh đồng truyền giáo ngày càng nở hoa và đầy ắp trong thợ gặt lành nghề như lòng Chúa mong ước. Chúng ta cùng cúi đầu tạ ơn Chúa vì hồng ân đặc biệt cao cả Chúa đã ban dồi dào cho gia đình nhỏ bé này và cho giáo hội chúng ta. Chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm vui quá lớn này cho nhiều người được biết và học hỏi để cúi đầu tạ ơn Chúa và luôn nhớ cầu cho nhau. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.